Tập 20. Ông nội, cháu có pha một bình trà cho ông. Mấy ngày này chắc ông không được nghỉ ngơi tốt. Ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ngại da, ông nội không sao cả. Không sao là tốt rồi. Vậy cháu không làm phiền ông nữa, cháu đi trước đây. Ngại da. Ông nội, cháu xin lỗi. Không, là ông nội có lỗi với cháu. Không phải đâu ông. Ông không sai đâu, đều tại cháu vô dụng. Nếu như cháu có thể để ông hài lòng thì chắc chắn việc như vậy đã không xảy ra. Nghe ông nội nói này, chuyện ông làm giám định ADN không phải là vì ông nghi ngờ cháu, mà vì cô bé đó thực sự hết hy vọng. Cháu xem cháu kìa, không phải đâu ông. Cháu trước nay chưa từng nghĩ ông sẽ hoài nghi cháu. Cháu chỉ là cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cháu sẽ không thể san sẻ bất cứ chuyện gì trong nhà mình. Hơn nữa, giờ mẹ cháu cũng đã không còn nữa rồi. Cháu thấy mình như một phiền toái. Bản thân cháu chính là một gánh nặng. Sao năm đó lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Bây giờ cháu không thể lên thuyền nữa, không thể ra ngoài biển nữa. Quan trọng nhất là cháu giờ không thể hoàn thành ước mơ của cha cháu nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Cháu chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Được rồi, đứng lên đi. Được rồi, cháu ngoan của ông. Nào đứng dậy đi. Ông nội, ngồi xuống đi nào. Ngồi xuống đi. Ngại da. Cháu đừng khóc nữa mà. Ngại da. Cháu không phải là vô dụng. Cháu là cháu gái ngoan của ông, là cháu gái ngoan của nhà họ Đinh. Cháu xem ông nội đã già như vậy, cũng không còn dồi dào tinh lực như trước nữa. Cháu nói xem sự nghiệp sau này của nhà họ Đinh còn phải nhờ cháu chèo chống. Ông nội, cháu cũng muốn nhận trách nhiệm từ ông. Cháu cũng muốn thực hiện giấc mơ của cha cháu. Nhưng mà cháu không phải là thuyền viên tốt. Cháu không có cách nào đối mặt với biển rộng. Làm sao cháu có thể kế thừa gia nghiệp đây? Cháu ngốc. Lẽ nào người của nhà họ Đinh chúng ta thì buộc chỉ có thể thành thuyền viên sao? Không lên nổi thuyền, không xuống nổi biển, vậy cũng không có vấn đề gì. Cháu có thể làm một lãnh đạo tốt, là một đội trưởng tốt. Cháu giờ còn có thể là một đồng sự trưởng tốt của nhà họ Đinh mà. Ông nội đã chuẩn bị chính thức báo cáo cho hội đồng quản trị việc ông từ chức đồng sự trưởng, rồi cháu sẽ làm đồng sự trưởng. Ông nội muốn cháu làm đồng sự trưởng sao? Cháu không làm được đâu. Được rồi, cháu xem cha cháu dưỡng bệnh ở Mỹ, phải có người bầu bạn bên cạnh. Nhưng ông cũng không thể cứ đi về về mãi như vậy, dày dò ông không chịu đựng nổi. Hơn nữa công ty cũng cần cháu. Ông nội tin cháu có thể làm được mà. Vậy còn cô cháu thì sao? Ông tin cô cháu nhất định sẽ giúp cháu hết sức. Không sao đâu. Ông nội, cháu nhất định sẽ không làm cho ông thất vọng về cháu. Sẽ không đâu. Ông nội, được rồi. Làm cái gì vậy không biết nữa. Được rồi. Được rồi. Ông nội, được rồi. Cô à, đến phòng làm việc của cô đợi cô một chút. Vâng. Ba, cô tới để thương lượng chút chuyện về đội thuyền.
Những nghiệp vụ khác của tập đoàn ta hiện nay đều đang sinh lời. Chỉ có duy nhất đội thì vẫn luôn thua lỗ. Để nghiên cứu và phát triển cũng tốn một khoản tiền lớn. Năm nay chúng ta không phải vừa đạt quán quân sao? Sao vẫn không có người tài trợ? Kế hoạch AJ năm kia ồn ào xung xao khắp nơi. Bọn họ cũng không thể chắc chắn là Hàng Thị đang trộm bản thiết kế của chúng ta. Hơn nữa, cổ đông không đồng ý bỏ thêm tiền vào chuyện thua lỗ. Nhưng đội thuyền là tâm huyết của Tiểu Đàm. Cái này con biết. Nhưng mà ba ơi, ba cũng phải cân nhắc một chút. Có vấn đề gì? Con đi hỏi ngải gia đi. Cái gì? Tại sao con phải đi hỏi ý kiến của ngải gia? Từ giờ trở đi, ba định nhường vị trí này cho ngải gia rồi. Sau này cái công ty này cũng là của nó. Nếu đã ở vị trí đó, nó cũng nên dần dần học cách quyết định rồi. Ba, sao ba lại đột nhiên ra quyết định này vậy? Không có gì tại sao cả. Chỉ là ba đã thấy quá mệt mỏi. Hoài nghi ngải gia có phải cháu ruột của ba hay không? Chuyện này ba cũng đã sai rồi. Cứ coi như đây là bồi thường cho con bé đi. Sau này có chuyện gì con hãy giúp đỡ con bé nhiều hơn. Phải rồi, con cũng nên dần dần làm quen việc báo cáo cho con bé đi. Dạ được, con biết rồi. Cô à, đây là cà phê con mới pha cho cô. Cô đang lén lút bày trò sau lưng cô sao? Cô à, cô nói gì vậy? Sao con dám lén lút bày trò sau lưng của cô? Vậy được, lập tức giao cổ phần cho tôi. Còn lại, hãy về đoàn tụ với người nhà. Hay tiếp tục ở lại nhà họ Đinh làm đại tiểu thư thì tôi mặc kệ. Ngư ống Mỹ, cô đừng quên bản thân mình là ai. Lúc đó nếu không phải là tôi đưa cô trở về, cô sớm đã bị cái gia đình nghèo rớt của cô dứt bỏ rồi. Không lẽ cô nghĩ mình thực sự có thể làm đại tiểu thư nhà họ Đinh? Tôi nói cho cô biết, không có tôi thì chẳng có gì đâu. Cô à, những cổ phần ấy cô sớm một khi chuyển cho cô. Nhưng mà nếu bây giờ con đưa cho cô thì ông nội sẽ nghĩ như thế nào? Còn các cổ đông khác sẽ nghĩ như thế nào? Làm như vậy không phải quá rõ ràng sao? Hơn nữa chuyện chuyển giao cổ phần này không có gì hơn là một cơ hội tốt. Theo như con thấy, chuyện đội thuyền chính là một cơ hội tốt. Đội thuyền sao? Đúng vậy. Không phải cô nói cô vẫn luôn muốn giải tán đội thuyền sao? Đợi đội thuyền giải tán rồi, cô sẽ nói với ông nội cô căn bản không thể tiếp quản nổi tập đoàn Đinh Thị. Đến lúc đó cô tiếp quản tất cả, không phải là chuyện tất nhiên sao? Như vậy tập đoàn chắc sẽ không có bất kỳ ai dị nghị cả. Không phải như vậy sao cô? Cô ra ngoài trước đi. Vậy con ra ngoài trước đây. Alo, chào cô. Xin hỏi cô là tiểu thư Đinh Ngải Gia sao? Cô là... Tôi bên công ty Trung Giang, quỹ thác lần trước của cô xử lý căn nhà nhỏ bên bờ biển kia. Hôm nay có người xem rồi. Hơn nữa họ đã mua ngay lập tức. Người mua nhà tên là gì vậy? Tên là Dương Dĩ Thắng. Bên cô toàn quyền phụ trách đi. Dân và được. Việc anh giao tôi đã hoàn thành xong rồi. Còn lương thì sao? Đã hoàn lại cho cậu rồi. Cảm ơn anh Dĩ Tổng. Cảm ơn anh. Cảm ơn, đợi một chút.
Tôi muốn hỏi cậu, nếu tôi không hoàn lại cho cậu, có phải cậu sẽ không đưa tôi chìa khóa đúng không? Sao lại như vậy được? Có công liền tự phụ, uy hiếp cấp trên. Không phải lấp đầy túi riêng. Cậu sao không tài vụ, tự phạt mình 3 tháng tiền lương đi. Không phải chứ, vậy năm nay tôi đi làm, cậu còn nói 4 tháng. Cậu còn khóc là 5 tháng. Cậu đứng đó không đi đúng không? 6 tháng lương. Tôi đi. Đóng cửa. Hàn Minh, cảm ơn anh nhé. Từ bây giờ trở đi, ngôi nhà này, còn tất cả những người trong căn nhà này đều chỉ thuộc về một mình Ngư Ấu Phi. Tất cả những người trong căn nhà này là ai vậy? Có lẽ hắn họ hàng đấy. Nhưng mà em không chỉ muốn lấy lại những thứ này thôi. Em muốn quay trở về nhà họ Đinh. Nhà Trần bộ mặt thật của Đinh Trì. Cái này không được, quá nguy hiểm. Đinh Trì sẽ không tha cho em. Cho dù em có không trở lại, Đinh Trì cũng sẽ không tha cho em. Em bây giờ phải nhanh chóng vạch trần cô em. Nếu không làm vậy, nhà họ Đinh, ông nội em, còn cả ba của em đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy em buộc phải trở lại. Cho dù em có trở lại thì em có thể làm được gì? Cùng lắm trở thành một thành viên đội thuyền. Cô em giờ là tổng giám đốc, Đinh Giải Gia là tổng sở trưởng. Còn nữa, cô ta hoàn toàn bị Đinh Trì khống chế. Em cho anh thêm thời gian nữa, anh sẽ nghĩ tất cả cách giúp em giành được một lần giám định ADN. Nếu lúc đó em có thể danh chính ngôn thuận bước vào ngôi nhà ấy rồi, giành lấy cơ hội giám định ADN đã trở thành chuyện không thể nữa rồi. Anh nghĩ mà xem, Đinh Trì có thể giấu tất cả mọi người 15 năm. Vậy cũng có nghĩa là cô ta sử dụng tất cả các thủ đoạn để tiếp tục giấu giếm tất cả mọi người. Chỉ có thể lật đổ Linh Trì, em mới có thể trở về nhà. Anh không phải đã nói rồi sao? Cho dù em có bất kỳ quyết định như thế nào, anh cũng đều ủng hộ cho em. Ấu Nhi, lần này không giống vậy. Em trở về quá nguy hiểm. Lỡ như cô em lại hại em thì sao? Em còn nghĩ là em sẽ vẫn lớn mạnh như trước đây sao? Cho dù em không đi tìm Đinh Trì, cô ta cũng sẽ chủ động tìm đến cửa. Vậy nếu để cô ta tìm đến em, chẳng phải em cứ gọn gàng đến công ty còn hơn? Ít nhất cô em không dám công khai làm hại em. Em biết anh lo sợ em gặp nguy hiểm. Em đảm bảo với anh, em tuyệt đối không làm bừa, không cố tình lấy cứng chọi cứng như trước. Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Không phải anh đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ em sao? Cửa ải của anh thì dễ qua, chỉ cần nói một chút anh đã mềm lòng. Nhưng mà cửa ải trở về nhà họ Đinh thì em phải làm sao? Có một người có thể giúp em. Mang gì tới vậy? Ông đoán xem. Ông đoán. Nào, mau thử đi ông. Cháo hải sản à? Để ông thử xem. Cháu nhớ ông thích món cháo hải sản nhất. Có một lần vì ăn một bát cháo hải sản còn đặc biệt tới cả Hồng Kông. Ông mau thử xem, hương vị này có giống với cháo hải sản của Tuyền Ký không? Nhà đầu ngốc này, mỗi đôi tay là một hương vị, sao có thể hoàn toàn giống nhau? Nhưng mà thành ý trong bát cháo này ông uống ra rồi. Nói đi, có chuyện gì cầu xin ông?
Ông nội Quang, vậy là ông hiểu cháu. Cháu muốn về nhà họ Đinh. Âu Di à, tuy sao ông nội Quang đã rất nhiều năm không hỏi đến chuyện công ty rồi, nhưng mà đội thuyền của Đinh Thị, tập đoàn Đinh Thị là tâm huyết cả đời của mấy lão già bọn ta. Cháu biết ông sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại nó. Ông bây giờ có thể ủng hộ con trở về Đinh Thị, không vấn đề gì. Nhưng mà cháu phải hứa với ông. Lời hứa gì chứ? Ông không lo cháu sẽ đấu với Đinh Trì như thế nào, nhưng chỉ có một điều, nhất định cháu phải giữ được đội thuyền và họ Đinh. Cháu nhất định phải kiên định với tâm nguyện của ông nội cháu, của ba cháu. Đó chính là nhất định kiên trì nghiên cứu và phát triển thương hiệu riêng của đội thuyền ta. Ông nội Quang, cháu đảm bảo với ông, cháu xin thề, cháu nhất định sẽ làm như vậy. Ngồi đi, ngồi đi. Ông còn có chuyện muốn hỏi cháu, ngồi đi. Ông nói đi. Cháu đã chọn con đường này, vậy thì cháu đã bao giờ nghĩ cháu có thể vì nó mà trả cái giá lớn bao nhiêu hay không? Cháu nếu đã chọn con đường này thì cháu sẽ mất mát tới mức nào chúng ta chưa thể ước lượng được. Nhưng có một điều cháu phải nhớ, cháu nhất định sẽ đánh mất Hàn Minh. Nói cho ông, cháu có thể làm được vậy hay không? Tại sao lại như vậy? Có rất nhiều việc sau này từ từ cháu sẽ hiểu. Giờ cháu chỉ cần nói với ông, cháu có thể làm được hay không? Âu Vi à, để quyết định sẽ rất khó khăn. Xin chào. Này, ôm lấy. Sao anh lại tới đây? Không phải em định quay về nhà họ Đinh sao? Đây chính là nước cờ đầu tiên em trở về nhà họ Đinh, rất có tác dụng đấy. Sao lại nhiều như vậy? Anh định nhồi dịch sao? Em muốn lấy lại nhà họ Đinh, nhưng em lại không hiểu chút gì về mấy thứ này. Em về nhà họ Đinh, sao có thể khiến người ta nghe theo được? Kết quả cuối cùng chính là bị đuổi ra từ nhà họ Đinh. Vậy phải làm sao? Trong vòng một tuần phải đọc hết tất cả chỗ này. Bây giờ bắt đầu anh phụ đạo cho em. Đúng, một tuần. Đầu tiên xem cái này, bạn báo giá. Anh giúp em đi lấy bản đen. Một tuần. Không phải tôi bảo cô giúp tôi tìm mấy quyển sách kinh doanh và tiêu thụ sao? Sao quay về nhanh vậy? Là em mà, anh Hàn Minh. Sao cô lại tới đây? Em gọi cho anh lại không nhấc máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Người ta nhớ anh mà, nên em tới thăm anh này. Sau này cô đừng có làm như vậy, tôi không có sức mà làm tiếp cô. Vậy anh có sức để tiếp Ngư Ấu Vi đúng không? Cô lại nữa rồi. Còn nữa, tôi quên mất, Ấu Vi và Trần thân phận ngải da giả của cô. Cô tất nhiên là phải đối đầu với cô ấy. Em mới là thật, cô ta là kẻ lừa đảo. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ta đang lừa anh đấy. Anh Hàn Minh, phải làm như thế nào anh mới tin em?
Nếu như nói trước đây không dám xuống biển, không biết lái thuyền, anh không tin tưởng em có thể hiểu. Nhưng em hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận những việc này rồi. Anh xem, vì học lái thuyền em đã đen đi rất nhiều. Còn đôi tay này nữa, hai tay đều là chai sạn. Thưa cái Dương tiễn khách, không phải đồ hàng Minh. Em đã biết Thành gái giai hồi nhỏ rồi. Giờ em dám xuống biển, còn dám lái thuyền. Đúng, nút thủy thủ, em biết thắt nút thủy thủ đấy. Giờ em thắt cho anh xem. Không cần nữa, thật sự không cần. Thưa cái Dương, em thắt xong rồi này. Không tồi, cô thắt được nút thủy thủ, nhưng cô ấy thắt nút đôi. Anh Hàn Minh, anh cho em cơ hội nữa đi. Nút đôi em cũng biết thắt đấy. Em cũng biết mà, đem thắt cho anh xem. Không cần nữa, thưa ký Dương. Đến đây, đến đây. Dương Dĩ Thắng, anh chạy đi đâu? Dương Dĩ Thắng. Căn nhà nhỏ bên bờ biển là anh mua lại sao? Đúng vậy, là tôi mua lại đấy. Đó là nhà của mẹ em, anh mua làm gì? Tất nhiên là trao cho chủ nhân thực sự của căn nhà đó. Chủ nhân thực sự? Ý anh là Ngư Ấu Vi? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cô ta ở căn nhà đó chứ? Dựa vào cô ta chính là con gái của dì Dư. Cô ta là kẻ lừa đảo. Em mới là con gái của mẹ em. Căn nhà đó em không bán nữa. Em trả tiền lại cho các anh. Em không bán nữa. Xin lỗi, giờ nó chính thức thuộc quyền sở hữu của Như Ấu Vi rồi. Em không đồng ý là cô ta. Em không đồng ý. Thủ tục xong hết rồi. Căn nhà đó bây giờ không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô đi đi. Anh Hàn Minh, cả đường em đi tới đây, em không quan tâm tới lời đàm tiếu nóng lạnh của người ngoài. Tất cả đều vì anh. Giờ tất cả những việc em làm, toàn bộ đều là vì anh. Nếu anh còn không để ý tới em, chẳng bằng em chết đi cho xong. Cô thả tay ra được chưa, anh Hàn Minh? Được, tôi đồng ý với cô. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Thật không? Nói lời giữ lời. Anh Hàn Minh, tôi đồng ý sẽ gặp lại cô. Chỉ vì quan hệ thương nghiệp với hai nhà Đinh Hàn, sau này tôi gặp lại cô sẽ chỉ là việc công, không còn chuyện riêng nào cả. Anh Hàn Minh, anh Hàn Minh, anh Hàn Minh, cút đi. Xem này, việc này căn bản là không được, đúng vậy không? Cái này không đảm bảo. Nhìn xem, chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây rồi. Thưa các vị, thưa các vị, di chuyển của đội thuyền và thất thoát trong khai thác và phát triển, tôi đã không chỉ một lần đề cập đến các vị rồi. Tin rằng trong lòng các vị đã có đáp án. Tất nhiên là có rồi. Gánh nặng kia chúng tôi đã muốn dứt bỏ từ lâu. Vậy được, nếu mọi người đã có đáp án rõ ràng rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Vấn đề đội thuyền đi hay ở, cùng các hạng mục nghiên cứu và phát triển có dừng lại hay không, xin mọi người đưa ra ý kiến. Được. Như vậy làm sao mà được chứ? Đống sự trưởng còn chưa tới. Đúng vậy, ông Quang cũng chưa tới. Một người là đống sự trưởng, một là cổ đông lớn nhất. Cả hai người họ đều không tới. Cho dù có bỏ phiếu rồi, người ta không đồng ý cũng không phải là phí công sao? Đúng vậy, mất công lắm. Mọi người đều biết quan hệ với bọn tôi mà. Thân là cô của Nguyễn, đống sự trưởng Đinh Ngã Gia, tấm phiếu của cô ấy tôi có thể thay mặt. Còn về phía chú Quang, ông ấy sớm chuyển hết cổ phần cho đống sự trưởng, cho nên tôi có thể thay mặt. Sợ rằng cô đã không còn quyền lợi đó nữa rồi. Nha đầu này là ai vậy? Ngư Ấu Vi, cô cũng biết dạy dò người ta nhỉ? Không ngờ, đến cả buổi họp cổ đông của Đinh Thị chúng tôi, cô cũng có thể lẻn vào được. Vậy còn người vệ sĩ Hàn Minh kia của cô đâu rồi? Sao không cùng cô đến luôn? Hắn không sợ tôi lại gọi cảnh sát bắt cô lại sao? Đầu tiên tôi phải sửa lời cô một chút đã.
Tôi không phải là lén vào. Tôi quang minh chính đại bước từ cổng lớn tập đoàn Đinh Thị, đi thang máy của quản lý cấp cao Đinh Thị đến buổi họp của đại cổ đông. Thứ hai, cho dù cô có gọi cảnh sát tới, bọn họ cũng sẽ không đưa tôi đi đâu. Hôm nay tôi đại diện người giữ cổ phần lớn thứ hai sau ông Đinh Hoài Diễn của tập đoàn Đinh Thị, ông Lý Khải Quang, để tham gia buổi họp biểu quyết. Đại biểu của ông Quang tới rồi. Cái này tôi còn cần phải xác minh với chú Quang trước đã mới biết được. Chúng tôi hiện đang họp, mời người ngoài là cô ra ngoài, không cần phiền Đinh Tổng vậy đâu. Nếu cô còn nghi vấn gì, xin hãy xem cái này. Đây chính là thỏa thuận đại diện chính ông Lý Khải Quang ký cho tôi. Trong vòng 10 năm tới, tôi sẽ đại diện cho ông Lý Khải Quang chấp hành tất cả các quyền lợi của ông ấy trong tập đoàn Đinh Thị. Vậy nên buổi họp biểu quyết này tôi chắc chắn sẽ tham gia. Chuyện gì với nha đầu này vậy? Sao lại như vậy? Nha đầu này là ai? Ông biết không? Sao ông qua lại tín nhiệm như vậy? Một con nhóc thôi mà. Đúng là rất kỳ quái. Nếu Đinh Tổng đã xem xong thỏa thuận, tôi xin phép tuyên bố ý kiến của ông Lý Khải Quang. Ông Quang không đồng ý giải tán đội thuyền, không đồng ý dừng nghiên cứu. Tốt, tốt. Như vậy sao được chứ? Cho dù có nói tập đoàn Đinh Thị hiện giờ tham gia vào thị trường bất động sản, phim ảnh vân vân, như lực lượng trung tâm của tập đoàn Đinh Thị vẫn là đội thuyền. Nó không chỉ là cái bát cơm vàng đầu tiên của tập đoàn Đinh Thị tay trắng gây dựng, mà còn là lĩnh vực kinh doanh hơn 20 mấy năm của tập đoàn Đinh Thị. Vậy nên, đội thuyền Đinh Thị đối với tập đoàn Đinh Thị mà nói có ý nghĩa vĩ đại. Ý nghĩa vĩ đại thì sao chứ? Giờ là xã hội thương nghiệp, đội thuyền đã thua lỗ 5 năm liên tiếp rồi, mười mấy năm nghiên cứu cũng không có thành quả gì. Cô hỏi mọi người xem có ai đồng ý giúp tiền vất vả kiếm được suốt cái động không đấy chứ? Đúng vậy, nói rất có lý, chúng ta làm gì có tiền. Thưa các vị, trong tay tôi chính là báo cáo tài chính gần 10 năm nay của tập đoàn Đinh Thị. Tôi muốn hỏi Đinh Tổng một chút. Tại sao 5 năm trước, từ khi cô quản lý đội thuyền Đinh Thị tới nay lại liên tục thua lỗ? Hiện giờ tôi thấy danh nghĩa cổ đông lớn thứ hai Đinh Thị, hỏi cô giải thích hợp lý. Đội thuyền không ổn nên giải tán. Vậy thì bất động sản thì sao? Bất động sản không ổn rồi thì có phải cô định đóng cửa tất cả nghiệp vụ bất động sản luôn, có phải không? Vậy còn thị trường phim ảnh, thị trường thực phẩm thì sao? Giờ tôi là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đinh Thị, tôi nghi ngờ năng lực kinh doanh của cô. Đinh Tổng, tôi đồng ý với vị. Vị này là cô Ngư đúng không? Ông tạm thời có thể gọi tôi là cô Ngư. Tôi đồng ý với ý kiến của cô Ngư đây. Đội thuyền từng là nghiệp vụ chủ lực của tập đoàn Đinh Thị chúng ta. Giờ xúc động giải tán rồi thì liệu có ảnh hưởng đến niềm tin trên các phương diện khác của Đinh Thị không? Trước mắt, chúng tôi đã sinh ra nghi ngờ đối với năng lực kinh doanh của Đinh Tổng. Chúng tôi hy vọng trong việc này, cô có thể cho mọi người một lời giải thích. Đúng vậy, cho chúng tôi một lời giải thích đi. Buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đinh Tổng, chúng tôi đợi câu trả lời của cô. Đúng vậy đi thôi. Ngư Ấu Phi, cô muốn chết sao? Ông nội Quang, cháu thế nào? Lúc này biểu hiện có tốt không? Ông thấy ông có thể yên tâm rồi. Không thể đâu. Tốt quá đi. Cô à, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo tôi vào văn phòng rồi nói. Cô à, Ngư Ấu Dĩ tại sao lại ở đây? Sao cô không đuổi cô ta đi? Cô không cần lo cho cô ta. Tôi hỏi cô, tại sao lại đến muộn như vậy?
Không phải con đã gọi điện nói rõ cho cô rồi sao? Cô không biết buổi họp biểu quyết hôm nay đối với tôi rất quan trọng sao? Đội thuyền một khi không còn nữa, Đinh Thị sẽ mất đi cánh tay phải. Vậy ngày tôi lật đổ Đinh Thị sẽ không còn xa nữa rồi. Nhưng mà lớp xe của con bị nổ, con cũng không biết sửa, con cũng đâu cách nào khác. Lớp xe nổ không biết gọi xe sao? Đinh Ngải Gia, bình thường nên đi sửa xe cô còn không tự đi, tại sao lần này lại dám tự tung tự tác rồi? Nhưng mà ở nơi đó không gọi được xe, cô bớt làm bộ ngớ ngẩn đi. Cô tưởng tôi không biết tâm tư nhỏ bé của cô? Cô tưởng rằng giờ Dư Tư Vũ chuyển toàn bộ cổ phần cho cô rồi thì cô không còn phải dựa vào tôi nữa đúng không? Vậy nên cô mới năm lần bảy lượt kéo dài thời gian không muốn nhường cổ phần ra cho tôi. Cô à, tôi nói cho cô biết, Ngư Ưu Vi hiện tại đã giành được quỹ quyền của ông Quang rồi. Tất cả sự vụ lớn nhỏ cô ta sẽ đích thân xử lý tất cả. Vậy nên cô cũng không tránh được sẽ thường đụng mặt cô ta ở đây đâu. Vậy ông nội có biết không? Cô bây giờ, cô giờ sẽ gọi cho ông nội. Cô tốt nhất đừng để ông nội biết. Nếu như con nha đầu kia lại làm loạn lên đòi làm giám định lần thứ hai thì tôi không dám đảm bảo có kết quả như cô mong muốn đâu. Nếu như cô không muốn bị vạch trần thì tốt nhất động não cho tôi. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, cô nhanh chóng hoàn thành hết thủ tục đưa cổ phần của cô cho tôi. Nghe thấy chưa? Nghe rõ rồi. Âu Vi, em có biết hôm nay là ngày gì không? Tất nhiên em biết rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vậy sau khi anh tan làm thì qua đón em. Không cần đâu, em cũng đang ở gần công ty anh. Em mua đồ rồi đến với anh. Được, anh đợi em. Tạm biệt. Ai vậy? Cậu làm gì vậy? Mừng ngày sinh nhật của anh. Mừng ngày sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật của anh. Được rồi, được rồi. Nếu như không có việc gì bỏ xuống ra ngoài. Chúc anh hôm nay đi chơi vui vẻ với Tiểu Ngư. Được rồi, cảm ơn, bỏ xuống đi ra ngoài. Đi chơi vui vẻ nhé. Chào. Đi thôi. Đi đâu đây? Tùy anh. Anh biết một cửa hàng Hàn Quốc ở gần đây ngon lắm, em muốn ăn thử không? Đồ Hàn Quốc à? Không cần đâu, ăn ở nhà tốt hơn, lại còn tiết kiệm tiền. Đi thôi. Món đồ này cho anh à? Anh cần dùng sao? Em cho thì anh xin nhận. Thuốc trị đấy, anh cần không? Sĩ Quy bị trĩ, không có thời gian đi mua, em mới đi mua cho nó. Anh cần không? Âu Di à, em có biết hôm nay là ngày gì không? Biết. Ngày gì? Về nhà rồi nói cho anh. Còn biết tạo bất ngờ. Cái gì? Không đi à? Lái xe đi, đi luôn đây. Mệt chết em rồi. Anh đứng ở cửa làm gì vậy? Vào đi. Cảm ơn. Âu Vi, em có chắc em biết hôm nay là ngày gì không? Tất nhiên là em biết. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Hôm nay cuối cùng em cũng biết một chuyện hệ trọng. Thực ra quan hệ giữa hai người Ngư Ấu Phi và Đinh Trì không hề tốt như chúng ta tưởng. Bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng. Ừ.
Anh biết ngay là tâm của em vẫn còn để ở chuyện trở về nhà mà. Anh nghe em nói, nếu như Đinh Trì có được cổ phần của mẹ em cộng với số cổ phần Đinh Trì đang giữ, thì bà ta sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau ông nội Quang. Bà ta sẽ nhanh chóng có thể khống chế Đinh Thị rồi. Vậy có cần bình ổn Đinh Ngải Gia rồi sau đó lại đối phó với cô em không? Bình ổn Đinh Ngải Gia. Thực ra không phải là em chưa bao giờ nghĩ đến việc lôi kéo như Ấu Mỹ. Chỉ là cô ta căn bản không tin tưởng em. Nói thật, em cũng không tin cô ta. Anh hôm nay làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Anh không lừa được em đâu. Khuôn mặt của anh viết đầy chữ có chuyện rồi đây này. Có phải làm ăn có chuyện gì không? Không hài lòng nên không vui đúng không? Ấu Phi, anh muốn hỏi em, em có biết hôm nay là ngày gì không? Thôi chết, em quên rồi. Tốt quá, anh biết ngay mà. Em đã đồng ý với Nê Thu đi xem nhẫn đính hôn với cô ấy. Anh xem chuyện quan trọng như vậy sao em lại quên mất chứ. Anh đợi em một chút đi. Em bây giờ đi ra ngoài một chút, em sẽ về ngay. Đợi em một chút nhé. Ôi trời, não của em sao lại quên chứ. Em sẽ về ngay. Này này, mua nhẫn gì chứ? Sinh nhật mình mà. Làm gì vậy chứ? Mừng ngày sinh nhật của mình. Mừng ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình mà. Mua vợ có gì quan trọng? Bính bon. Sao vậy? Trong mặt anh mặt ủ mày chao. Người Ấu Vi không làm sinh nhật cho anh sao? Không phải bị em đoán trúng rồi chứ? Còn chuyện gì sao? Em đã nói từ lâu rồi, cô gái làng chài Ngư Ấu Vi dính lấy anh chỉ vì tiền thôi. Cô ta căn bản là lợi dụng anh ấy. Nếu không, sao mà quên sinh nhật của anh được? Cái này không cần cô lo. Giờ tôi nói cho cô biết, ban nãy tôi vừa cùng Ngư Ấu Vi trải qua một sinh nhật rất khó quên. Anh Hàng Minh, mấy năm nay anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như trước. Chỉ cần anh nói dối thì nói chuyện rất là nhanh. Ai nói dối? Cái này em biết cũng có mất mặt đâu. Em cũng hỏi thư ký Dương rồi, vốn anh định tối nay chúc mừng sinh nhật với Ngư Ấu Vi. Nói xong chưa? Chúc mừng sinh nhật anh. Dù anh quên sinh nhật em, nhưng sinh nhật anh em không quên đâu. Cái này là đồng hồ giả cổ tháng trước em nhờ bạn đặc biệt làm ở nước ngoài đấy. Em biết ba anh có một chiếc, nhưng mà bị ông của anh đập dở mất rồi. Không phải anh vẫn luôn muốn một cái y hệt sao? Này, tặng cho anh. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Anh Hàn Minh, anh nói cho em biết, rốt cuộc điểm nào em không bằng Ngư Ấu Vi chứ? Vậy giờ tôi nói cho cô biết, lòng của tôi chỉ có mình Ấu Vi thôi. Tôi và cô vốn không có chút khả năng nào. Cứ như vậy đi. We'll be right back.
quán bar Interlaken ở khu phố Tàu Đông thích hợp để ăn tỉnh một mình. Khu phố Tàu phía Đông, quán bar Interlaken. Tiểu thư Ngải Gia sao? Đồng sự trưởng Trương, trùng hợp quá. Cô đã hẹn ai à? Dân, bạn tôi vẫn chưa tới, cô ngồi đây một chút nhé. Được, cảm ơn ông. Ông cũng đến để bàn công chuyện sau.